Mình thề các bạn luôn là mình chưa bao giờ thấy một con máy nào mà có được cái trải nghiệm chiến game Genshin Impact và PUBG Mobile tốt đến như thế này. Kể cả con chip Snapdragon 888 cũng không bao giờ có thể làm được điều này các bạn ạ. Quá ấn tượng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel, lại là mình đây. Trong video trước thì mình đã cùng tất cả mọi người đánh giá về con iPad Pro M1 2021 rồi. Và phải nói thật với các bạn là như thế này, con iPad Pro M1 2021 này nó xứng đáng đến từng đồng anh em bỏ ra. Nhưng mà anh em hãy lựa chọn những cái phiên bản bộ nhớ trong thấp thấp, hoặc là lựa chọn phiên bản Wi-Fi thôi nhé. Chứ còn nếu mà lựa chọn phiên bản 5G rồi là phiên bản 16GB 2TB thì mức giá nó đến 62 triệu, 65 triệu thì mình thấy rằng hơi phí ấy. Thì phiên bản mình đang có ở đây chỉ là phiên bản 128GB Wi-Fi mà thôi. Và nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm iPad Pro 2021 chip M1 này thì có thể tham khảo ngay tại Sephone thông qua đường link ở phần mô tả video để có được cái mức giá là tốt nhất nhé. Và trong video này thì mình sẽ cùng tất cả mọi người, chúng ta sẽ test game trên con chip Apple M1 này để xem là với 1 triệu điểm AnTu thì con máy này nó sẽ thể hiện như thế nào với những tựa game anh em hay chơi như là PUBG Mobile hay là Genshin Impact nha các bạn. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ các bạn cùng mình bắt đầu luôn nhé. Rồi, trong video này thì mình sẽ không có bật phần mềm đo FPS. Tại vì mình thấy như thế này, sau khi mà mình trải nghiệm, sau khi mà mình đã vọc vạch được mấy ngày với con iPad Pro M1 2021 này thì mình thấy rằng là cái việc đo FPS nó chả có ý nghĩa gì với chiếc máy này. Tại vì nó quá mạnh, nó quá mượt. Và trước khi bắt đầu video thì mình cũng nói thẳng với anh em luôn, anh em nào đang cần cho mình điện thoại chơi game ngon nhất, cân toàn bộ game trên App Store thì hãy quất cho mình con iPad Pro M1 2021 này nhá. Không cần phải nói nhiều. Đó, còn về setting game thì tất cả các tựa game đều ngon, nhưng có một chút vấn đề như thế này. Tựa game PUBG Mobile ấy thì nó có thể mượt cộng với 90 khung hình, nhưng đồ họa của nó thì sẽ ở cái mức là HDR hoặc là Ultra là cao nhất. Chúng ta sẽ không thể nào bật được HDR cộng với 60 hay là Ultra cộng với lại 60fps. Thế nên mình khuyên tất cả anh em đang livestream game, mua điện máy mua iPad để chiến game thì hãy setting ở cái mức này thì mình thấy nó sẽ là hiệu quả nhất. Đó, toàn bộ setting mình sẽ để lên cao nhất này, nào là khử răng cưa, 90 khung hình. Đó, rồi là mình cũng sẽ cho âm thanh lên cực cao, nói chung là tất cả mọi thứ của chiếc máy này thì phải nói rằng là không thể nào mà chê được. Và mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em một chút về cái phần trải nghiệm cầm nắm của con iPad Pro M1 2021 này để anh em có một cái đánh giá luôn. Khi mà anh em cầm một chiếc máy tính bảng có kích thước của 11 inch đúng không, anh em sẽ cảm thấy rằng nó rất là dài hoặc nó rất là to. Nhưng con này thì nó không to lắm các bạn ạ. Con này thì nó chỉ ngang so với con iPad 10.2 inch mà thôi, nếu các bạn xét về các cạnh. Tại vì căn bản là con này 11 inch nhưng mà tất cả các viền của nó đều mỏng, cũng như là nó sẽ có một tỷ lệ dài hơn một tí so với tỷ lệ màn hình 43 truyền thống của những dòng iPad. Thế nên nó sẽ không quá là bị to đâu nha anh em. Nếu anh em lựa chọn để chơi game thì con này hợp lý nhất. Còn con 12.9 inch thì nó thực sự là nó quá to đối với cá nhân mình. Và về cảm giác cầm nắm ấy, mình không khoái lắm trên con iPad Pro M1 và tất cả những con iPad Pro khác là cái viền của nó này nó quá mỏng, và cái phần cạnh của nó thì hơi bị sắc một tí xíu, nó không có bo ấy, nó không có bo giống với dòng Gen, nên là khi cầm vào thì chưa được thoải mái cho lắm. Nếu các bạn muốn cảm giác cầm nắm nó chắc chắn hơn thì có thể là nên mua thêm một cái ốp lưng silicone hoặc là ốp lưng dạng cứng mà dạng mỏng mỏng thôi nha, đừng có mua ốp lưng dày. Ốp lưng dày thì đeo vào nó sẽ không có trải nghiệm cầm nắm tốt nhất đâu. Đó là cái lời khuyên của mình cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với 90fps tựa game PUBG Mobile nhé. Và về cái phần trải nghiệm game ấy thì hôm qua cho đến bây giờ mình cài game rất là nhiều rồi. Và mình nói thẳng các bạn luôn là mình chưa bao giờ gặp một tình trạng giật lag nào luôn. Thế luôn, đỉnh cao thực sự. Trận này thì mình sẽ chơi ở cái chế độ là solo nha các bạn. Quên mất là không chơi squad. Không, nhiều anh em lại bảo mình là chơi solo thì nó yếu hơn, nó không có mượt, nó không có lag bằng chơi squad. Thực ra mình thấy rằng tất cả đều tương đương thôi. Đấy, đồ họa trong game thì rất đẹp, rất tốt. Con này có lợi thế là màn hình lớn và khoảng cách nhìn, tầm nhìn của nó nhá, rất là xa. Thường thường ấy, anh em dùng điện thoại thì khoảng cách nhìn cùng lắm 300-400m là cảm giác là nó bị mờ mờ rồi đúng không? Con này nhìn từ trên này xuống khu vực Seveny ở bên trái này, khu vực Rô Dốc này, mình có thể nhìn được hết. Phê thực sự luôn. Đây là một cái điểm mà khiến cho mình cảm giác rất ấn tượng khi mà chơi game trên những dòng iPad, và đặc biệt là con iPad Pro.
11 inch rất là to đang có ở đây. Ok, không biết là khu vực có rô dốc, có một thằng này. Không, thằng đấy nó nhảy school rồi. Ui, khu vực này trống đấy nhỉ. Có một điều mà mình cũng cần chia sẻ thẳng thắn với các bạn là khi mà mình chơi trên con iPad Pro M1 này thì cảm giác nhá là nó hơi nóng. Thực sự là nó phải ngang ngang so với con chip Snapdragon 888 đấy. Thì một chút nữa mình sẽ đo cho anh em xem. Đấy, FPS đồ họa trải nghiệm 90 FPS thì nó cực kỳ ngon luôn. Và cái loa của nó nhá, cái loa của con iPad Pro M1 này thì nó ấn tượng thực sự. 4 loa cơ mà. Chi tiết âm thanh rất tốt. Các bạn không cần đeo tai nghe thì xác định hướng trái phải trước sau, chỉ cần nghe một cái là biết ngay. Đấy, nằm luôn. Các bạn thấy không? Không cần phải đeo tai nghe, 4 loa của nó tái tạo âm thanh một cách cực kỳ tuyệt vời. Chơi game nhẹ như kiểu là PUBG thì nó chưa nóng đâu, chỉ là hơi ấm nhẹ vào mặt lưng thôi. Còn tí nữa đến với quả game Genshin Impact thì mình sẽ đo nhiệt độ cho anh em thấy. Trời ơi, chơi game nó phê vãi trưởng các bạn ạ. Tần số màn hình 120Hz, tần số chạm 120Hz hay là 240 gì đó. Mà chơi cái mức 90 ấy, phải nói luôn các bạn là phê lòi. Nhiều anh em chơi ở cái mức 30 mà đều là đã thấy mượt rồi đúng không? Hoặc là 40 là thấy ok rồi. Còn mình chơi quen ở cái mức 60 mà lên 90 thì mình phải wow. Tại sao nó lại mượt đến như vậy? Và con này anh em mà chơi thì ưu tiên chơi ít nhất là 4 ngón. Còn nếu anh em nào mà chơi được càng nhiều ngón thì mình thấy càng lợi thế. Tại vì cái màn hình của nó này, các bạn thấy không? Nó không có bị nhỏ quá. Kiểu là khi mà chúng ta đặt nhiều ngón tay vào ấy, nó không có che mất diện tích hiển thị màn hình. Nhìn rất ngon. Thôi, âm thanh nhảy chỗ nào là nghe chỗ đấy luôn. Phê thực sự. Phê mà chữ E kéo dài luôn đấy. Thằng này nó ở phía trên này. Mình không có scope mà còn bắn quả vector nữa nè. Đi rồi. Thôi, nó ăn một viên vector này không thấm. Con này thì có một điều là chúng ta cần phải tối ưu hóa lại cái phím bắn. Tại vì như các bạn đã biết ấy, là mình thì mình hay chơi điện thoại, mà mình chuyển đùng một cái qua chơi iPad Pro như này thì cần phải làm quen và cần phải căn chỉnh lại phím bấm thì may ra mới có thể chơi ngon được. Chứ còn không thì vẫn tạ sắp mặt đấy. Không đùa được đâu. Video này các bạn sẽ thấy rằng là mình cho nhiều lời khen có cánh cho con iPad Pro M1 này, nhưng thực sự là không hề phí một lời nào đâu các bạn ạ. Các bạn chơi các bạn sẽ cảm thấy rằng wow, mình đang có ý định là sẽ mua con iPad một tiếng chân. Nó công mình đấy. Rồi tầng 3 này. Kèo này khó nha. Trời ơi, một quả nết duy nhất. Cụ ra đi tranh chân lạnh toát. Đi luôn. Phê quá các bạn ạ. Phê. Trời ơi, nghe tiếng chân nó đỉnh thực sự. Không cần phải đeo tai nghe. Thực sự là chơi con này không cần phải đeo tai nghe làm cái gì. Nếu các bạn chơi trong nhà thì cứ thoải mái đi. À, nhưng mà có điểm yếu là muốn đeo tai nghe có hơi khó. Tại vì các bạn phải dùng tai nghe AKG Type-C hoặc là những tai nghe có tiêu chuẩn Type-C thì mới đeo được. Còn con này không có giắc cắm tai nghe nha các bạn. Không có giắc cắm tai nghe 3.5. Để mình lên mình lượm cây M16 đi. Mình khoái bắn M16 dạng như là thay snip. Thổ nghe tiếng xe như kiểu đang đi trên xe thật luôn. Thế quả là 4 quả loa phía sau lưng ấy nó rung lên. Nghe phê thực sự. À, có giật lag tí xíu. Có giật lag tí xíu ở đây. Nhưng mà thực sự là nếu các bạn chỉ chơi đơn giản như này thì các bạn sẽ không nhận ra. Trong khu vực này có người nè. Mình chưa tìm được khu vực chỗ này cam thôi. Quá phê luôn. 90 FPS. Quá mượt. Đù căng. Kèo này căng. Có một thằng ở ngay đây đang lượn thính này. Có thằng bút ghi đang chạy tới. Nghe tiếng súng thì phải gọi là phê. Đi một thằng. Thằng bút ghi mình chơi thằng bút ghi rồi lượn thính sau. Thấy rồi bên trái này. Đi luôn. Thôi ôi. Phê thực sự các bạn ạ. Thằng bút ghi này cực kỳ nhiều đồ. Có K98 các thứ luôn này. Mẹ chắc là mình là một lại mua thêm một em iPad Pro về để cày game quá. Quá hấp dẫn. Mấy bạn mà đang dùng Snapdragon 888 xem cái video này chắc sẽ hơi tiếc đấy.
Tại vì con Apple M1 này chơi game quá là phê. Khoảng nết. Ui không rồi. Ấy chà, có nết rồi này anh em. Để mình kiếm thêm quả nữa nhá, ném cho nó chắc. Tại vì là có một quả thì cái tỷ lệ nó rất là thấp lắm. Ok ok, để mình ra mình ném luôn đi, chắc một quả là nó rớt thôi. Lúc nãy mình ném thì chưa có thế lắm. Đây. 1 2 3. Yo. Trời ơi, vãi cả trưởng ném. Ném vòng bay qua luôn, bay qua luôn cái đấy các bạn ạ. Né xui thực sự. Ok, đã tìm thấy được quả nết rồi, lần này thì rụng chắc các bạn ạ. Mẹ cay thế nhỉ. Ừ. Lần này là rụng chắc, mình thề các bạn luôn. Lần này mà không rụng quả thính này xuống thì mình out game. Ok, như vậy chúng ta cùng nhau vừa trải nghiệm tựa game PUBG Y trên con iPad Pro M1 2021 rồi. Và mình phải nói thật với các bạn là con iPad Pro M1 2021 này nó cực kỳ phê. Quá phê luôn đấy các bạn ạ. Chơi 90fps, không cần đo FPS, các bạn cũng cảm thấy rằng nó cực kỳ đều. Và gần như trong cái giao tranh của mình ấy, nó chỉ xuất hiện một vài tình trạng là drop nhẹ thôi. Và cái này không đáng kể, chứ là nếu như các bạn xem video các bạn cũng không thể nào cảm nhận được. Chỉ có mình ở đây khi mà chơi game thì tụt 1-2 frame mình còn biết. Đó. Nói chung á, nếu các bạn xác định mua về để stream game PUBG, mua về để trải nghiệm game PUBG hoặc là làm video về game PUBG, thì hãy quất ngay em iPad Pro M1 2021 này nhá. Vì nó thực sự quá bá đạo. Còn về nhiệt độ ấy, thì mình thấy chiếc máy này nó chỉ ấm nhẹ thôi, 37 độ các bạn thấy không? Khu vực nóng nhất của nó chỉ là 40 độ, 39 độ ở phần mặt sau với quả game là PUBG Mobile. Mình đã đo khắp cả cái mặt lưng này rồi thì nhiệt độ của nó cũng chỉ loanh quanh 40 độ mà thôi. Phải nói rằng là mức nhiệt độ cực kỳ ấn tượng với một dòng iPad nó dùng chip Apple M1 như thế này. Ok, nếu anh em nào thích thì quất nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với một cái tựa game mà mình phải nói thật với các bạn là tất cả những dòng điện thoại Android bây giờ đang bó tay, và con nào kể cả những con flagship đỉnh cao nhất như là Snapdragon 888, Snapdragon 870, rồi Apple A14, vân vân và mây mây, nó vẫn cực kỳ là lag. Đó là tựa game Genshin Impact. Cùng mình test thử nhé. Với tựa game Genshin Impact này thì mình đã đăng nhập và tải hết tài nguyên máy, và mình đang để mức đồ họa cao nhất trong game luôn rồi. Bây giờ vào chỉ việc là chơi mà thôi. Đấy. Đây, nó thời gian lúc vào game thì cực kỳ là nhanh. Và phải nói thật các bạn luôn là trải nghiệm hệ thống 4 loa đang có trên con iPad Pro M1 2021 nó quá ấn tượng đối với mình. Tất cả những âm thanh trong game Genshin Impact nó đều ấn tượng luôn đấy, nó đều rất chi tiết và nó rất là sống động. Thực sự nghe nặc mùi quảng cáo, nhưng mà các bạn cầm, các bạn chơi, các bạn sẽ cảm nhận được giống như mình. Đó. Còn về setting game ấy, các bạn có thể xem này. Con này thì đang để ở cái mức setting là tối đa, tức nghĩa là các bạn đang để cái mức là thiết lập cao, tất cả mọi thứ lên cao hết, và FPS của nó là 60. Các bạn có thể để ý ở đây là cái phần đồ họa trong game ấy thì nó chỉ mới gọi là báo ở đây là cao thôi, tức nghĩa là nó vẫn nằm trong cái gọi là cái control được của con iPad Pro M1 này. Và các bạn thấy rằng là với mức setting như vậy, một số con kiểu Dimensity 1000, 1200 5G, rồi Snapdragon 870, rồi là Snapdragon 888 và mấy con như kiểu là Exynos, Kirin thì thôi, mình khỏi cần phải phán. Lên con M1 này thì mình thấy trải nghiệm tối hóa về phần chơi game của nó nhá. Bá đạo thực sự các bạn ạ. Bình thường mấy pha như này mà trong quả game Genshin Impact mình test trên con ROG Phone 5 này, Red Magic 6 này, nó lắc lòi ra. Còn với quả này, mượt. Phải gọi là siêu mượt luôn. Đấy, tất cả những thao tác nhảy nhót các thứ. Lúc nãy thì mình có bài quái ở đây nhưng mà do mình đăng nhập vào trước nên là mình đã farm mất rồi. Sorry anh em, để mình sẽ kiếm một cái bài quái khác rồi vào farm cho bạn xem nhé. Đấy, khi mà chúng ta quay qua chuyển cảnh này các bạn thấy không? Nó rất là mượt. Chuyển cảnh không có gì để chê luôn. Và khi mà mình quay này, trời ơi, đỉnh thực sự. Thôi xem đến đây thì anh em nếu mà đang có ý định mua iPad Pro M1 để chơi game ấy thì chốt luôn đi, chứ đừng có ngại ngần gì nữa. Tại vì em máy này phê thực sự các bạn ạ. Đây mình lên xem, mình sẽ farm bài quái phía trên nhỏ cho anh em xem.
Hiện tại thì con iPad Pro M1 này chỉ chơi được 60fps cho tựa game Galaxy nhé. Mình không biết là tương lai thì nó hỗ trợ ở cái mức là tầm 90 hay không, nhưng mà có thể có đấy. Tại vì con M1 này thì mới chỉ xuất hiện trên iPad mà thôi. Nếu như sau này xuất hiện trên những dòng iPhone hoặc là xuất hiện trên những thiết bị gọi là thiết bị di động khác của nhà Apple thì mình thấy rằng là con mình nghĩ rằng là nó sẽ được tối hóa tốt hơn. Trời ơi, còn bạt các kiểu nó mượt các bạn ạ. Nó cực mượt. Bình thường nhá, con bát kiểu này là máy lag lòi rồi đấy. Nhưng mà con này gần như không bị giật luôn. FPS của nó giữ rất đều. Cho dù khói nổ bom đạn kiểu gì. Mé mày. Bom đạn kiểu gì nó cũng chơi tuốt. Thôi. Cái quả trứng này là gì ta? Nó mượt quá các bạn ạ. Cái tần số chạm của nó là 120Hz hay 240 gì đó. Nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh mà khi mà mình lia nhẹ này, cái độ nhạy của nó này, khi mà mình lia nhẹ một cái nó đã kiểu phản hồi ngay tức thì rồi, thậm chí là mình còn không lốt kịp nó cơ. Đấy, đồ họa trong game thì wow, phải nói rằng hết sức ấn tượng. Những cái bông cỏ này, cái chuyển cảnh của nó này các bạn thấy không, rất mượt. Đồ họa trong game này chi tiết thì phải nói rằng là căng cực luôn. Mình thề các bạn luôn là mình chưa bao giờ thấy một con máy nào mà có được cái trải nghiệm chiến game Galaxy Impact và PUBG Mobile tốt đến như thế này. Kể cả con chip Snapdragon 888 cũng không bao giờ có thể làm được điều này các bạn ạ. Quá ấn tượng. Nói chung thì lúc nãy giờ mình đã di chuyển khá là nhiều nơi rồi mà gần như chưa làm khó được con iPad Pro M1 này các bạn ạ. Khổ ghê. Nãy khúc nãy mình có một giật nhẹ tí xíu nhưng mà trải nghiệm chung của nó thì mình thấy FPS vẫn đều đấy. Này mình sẽ đi đánh phó bảng đi. Đi trải nghiệm đi. Này, thử tân thủ này, bắt đầu dùng thử này. Với con game là Galaxy Impact thì chiếc máy này nó sẽ khá là nóng ở cái phần mặt sau các bạn ạ. Khá là nóng, cảm giác nó nóng nhanh hơn vì con này thiết kế của nó rất là nhỏ và cái hệ thống tản nhiệt của nó thì mình đánh giá không cao. Nếu như chúng ta chơi một số tựa game hoặc là sử dụng một số ứng dụng render video này nọ thì mình nghĩ rằng là nó sẽ gặp vấn đề đấy. Ui, con bát kiểu này có gì đâu mà vui. Một mình cân hết, không tụt là không tụt, mượt mà thực sự. Thôi rồi, tung quả ulti chất lượng chưa? Đánh kiểu gì được? Nếu bạn là một game thủ Galaxy Impact có tiền thì đây là lựa chọn không thể nào mà tốt hơn. Ulti một phát, mày về với ông bà luôn. Wow, màn hình to trải nghiệm game sướng cực. Cái gì đây? Khiêu chiến thành công à? Ô lẹ vậy. Ok. Thực sự nha, sau khi mà mình bật đồ họa này và vào tựa game Galaxy Impact thì nhiệt độ nó nóng hơi nhiều đấy. Nó nóng ran ở cái phần mặt sau luôn. Cảm giác là không ngon lắm. Để mình đổi qua tướng khác. Đùa cậu, mẹ mày. Nếu các bạn mà đeo ốp hoặc là đeo bao da ấy thì mình nghĩ rằng là cái tình trạng này nó sẽ gần như ít được cảm nhận nhiệt độ. Tại vì nguyên con này là cái phần mặt lưng của nó là làm từ kim loại ấy, nên là nó, cái nhiệt độ của nó sẽ trải dàn đều luôn. Tại vì kim loại thì có tính dẫn nhiệt khá là cao. Đó, được cái hay ở chỗ đó. Đánh kiểu gì? Mẹ mày. Trời ơi, tung chiêu. Má nhìn, ấn tượng quá các bạn ạ. Thôi xong. Lại là cái thằng đùi bầu này. Mày đùa cậu. Có cái thiêng đập nát cái thiêng luôn. Thổ, tung chiêu các bạn thấy không? Quá mượt. Thổ. Mé mày đùa tao à. Thằng to đầu này, nó có một cái khiêng các bạn. Hình như nó mất khiêng là nó gần như hết tác dụng luôn. Chỉ có đợi chết thôi. Ù quá, trâu thế. Đùa cậu này. Trời ơi. Đẳng cấp luôn. Thôi sắp có ulti rồi. Mình sẽ làm quả ulti chút hạ nào. Xong rồi lẹ vậy. Ok, nói chung thì trải nghiệm của game Galaxy Impact như vậy thì đã quá đủ rồi các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng qua video này thì các bạn đã thấy được cái sức mạnh thực sự của con Apple M1 như thế nào rồi. Với những con như là Snapdragon 888, mình nói thật luôn theo quan điểm cá nhân của mình nhé, là Snapdragon 888, Apple A14, Dimensity 1200 5G, tất cả những con máy đấy không thể nào mà có thể so sánh được với con Apple M1 này. Nó quá mạnh.
GPU của nó quá bá đạo. Mình không có gì có thể chê được cái sản phẩm iPad Pro M1 này, ngoại trừ một cái yếu tố là cảm giác cầm nắm nó hơi không thoải mái tí xíu thôi. Còn lại tất cả mọi thứ đều ngon, màn hình đẹp, hiển thị rất lớn. Thứ hai, loa ấn tượng, cái trải nghiệm nghe thì phải nói là tuyệt vời. Rồi là hiệu năng con chip Apple A11 thì mình đã nói rồi, là nó tối hóa một cách quá ngon. Đây là cái thời gian đầu nhá, nó con chip còn chưa được làm một cách ngon nhất đâu. Nếu như trong thời gian sau nhiều sản phẩm của Apple nó chạy Apple M1 thì mình tin rằng cái khả năng tối hóa và sự bá đạo của Apple nó còn đỉnh hơn như vậy nữa. Rồi, thời lượng pin thì con này chơi game khoảng tầm là 32 phút nhá, thì nó hết tầm là 14% thì phải, để mình làm một vài cách tính đơn giản. Thì nếu như các bạn chơi game với cái cường độ cao như mình thì viên pin đang có trên cái sản phẩm iPad Pro M1 này thực sự là nó cũng không quá trâu đâu. Nó chỉ chơi được tầm là 4 đến là 5 tiếng liên tục mà thôi. Đó là chơi game nặng nhá. Còn nếu các bạn sử dụng với những tác vụ gọi là nhẹ nhàng thì con iPad Pro M1 này thì khá là thoải mái để chúng ta dùng một ngày đấy. Rồi, video của mình thì xin tạm dừng tại đây. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình bằng một like và một subscribe, để sau này mà mình có tiền YouTube thì mình sẽ đầu tư một em iPad Pro M1 như này. Tại vì chơi em nó sướng quá rồi, giờ cảm giác bỏ không được các bạn ạ. Ok, vậy thì các bạn nghĩ sao về con iPad Pro M1 này? Có tầm 21-22 triệu, các bạn có cuốt em nó hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Subscribe MA Channel và subscribe Chiếc Hàng Online để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.